ơn quý vị đã quay trở lại với bản tin 12h30 trưa của Vietnam Top News. Bản tin cập nhật nguồn tin tức mới và nóng nhất trong ngày được phát sóng vào các khung giờ 6h, 12h30 và 18 giờ tối hàng ngày trên Vietnam Top News. Và tôi là Giang Thái, người sẽ đồng hành với quý vị trong bản tin trưa nay, ngày 21 tháng 10 năm 2020. 20 giờ cắt rừng, bám dây vượt lũ đưa thi thể đồng đội hy sinh trở về. Hơn 100 người tìm kiếm công nhân mất tích ở Rào Trăng Ba. Bắt 3 đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt hơn 46 tỷ đồng. Ông Trump nói tranh luận sắp tới với ông Biden không công bằng. Pakistan cởi trói cho ứng dụng TikTok. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với những thông tin cập nhật trong nước. Ngày 20 tháng 10, ông Hồ Sĩ Nhung, trưởng công an huyện Hướng Hóa, Quảng Trị cho biết, sau hơn một ngày đi bộ cắt rừng, đội tìm kiếm cứu nạn công an huyện đã đưa thi thể đại úy công an Trương Văn Thắng ra tới thị trấn Khe Sanh. Được biết, do xã Hướng Việt đang bị cô lập, người chiến sĩ và người dân dẫn đường phải cắt rừng, vòng qua biên giới Lào, cõng thi thể đại úy công an hy sinh trở về. Trước đó, ngày 19 tháng 10, công an huyện Hướng Hóa đã thành lập 3 tổ công tác vào xã Hướng Việt để đưa thi thể đại úy Trương Văn Thắng, công an xã Hướng Việt bị lũ cuốn trôi trong lúc đi làm nhiệm vụ cứu hộ 7 người dân đi làm rẫy. Do đường Hồ Chí Minh nhánh Tây tới xã Hướng Việt bị sạt lở nhiều điểm ở phía Bắc và phía Nam, nên tổ công tác phải lội bộ cắt rừng từ địa điểm ở xã Hướng Phùng qua biên giới Lào, rồi men theo bờ sông Xe Băng Hiên đi đến chân núi Tà Rùng. Từ đây, đoàn tiếp tục cắt rừng, băng suối, leo ngược lên núi Tà Rùng đến xã Hướng Việt. Đến thời điểm này, đoàn đã cõng được thi thể đại úy Thắng đi được một quãng đường rừng dài vòng qua đất bạn Lào về tới địa điểm thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Trước đó, vào ngày 17 tháng 10, khi hay tin có một nhóm 7 người đi làm rẫy bị mất tích, Ủy ban Nhân dân xã Hướng Việt đã lập đoàn tìm kiếm. Khi đoàn đang trên đường tìm kiếm thì gặp lũ quét, kết quả là đại úy Trương Văn Thắng hy sinh, cán bộ tăng cường là phó bí thư đảng ủy xã Hướng Việt bị gãy chân trái, hai cán bộ khác bị chấn thương nặng. Ngày 20 tháng 10, khoảng 100 người gồm công binh, đội quy tập mộ liệt sĩ 192 đã tới thủy điện Rào Trăng Ba tìm kiếm 15 công nhân mất tích. Do đường 71 sạt lở nhiều điểm, lực lượng tìm kiếm phải đi đường thủy từ lòng hồ thủy điện Hương Điền ở xã Hương Bình, thị xã Hương Trà lên thủy điện Rào Trăng 4 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Sau đó, họ tiếp tục vượt 10 km đường bộ lên Rào Trăng Ba. Việc tìm kiếm sẽ diễn ra ban ngày, ban đêm đoàn về nghỉ ở Rào Trăng 4. Trạm chỉ huy tiền phương được lập ở đây để điều hành công việc. Được biết, nửa quả núi sạt lở vùi lấp nhà điều hành Rào Trăng Ba hơn chục mét, khoảng 2 triệu mét khối đất đá nên việc làm thủ công rất khó. Mưa lớn những ngày qua đã làm tuyến đường 71 vào thủy điện Rào Trăng Ba bị sạt lở, đường 71 tại km 13 bị cắt ngang. Một tảng đá lớn nặng hơn 20 tấn rơi án ngự tại km 18, buộc lực lượng chức năng phải dùng kích mình phá. Hiện Rào Trăng 4 có 3 máy xúc tham gia san ủi đường 71. Do đường 71 bị cắt đứt, ngành giao thông đã điều thêm 6 máy xúc mở đường mới vòng qua đoạn bị cắt đứt. Công binh dùng rọ đá bọc lưới sắt để gia cố đập tràn, điểm sạt lở. Trước đó, lúc 0 giờ ngày 13 tháng 10, sau tiếng nổ lớn, đất đá trùm lên các gian nhà đoàn đang nghỉ, 8 người thoát ra ngoài, 13 người mất tích. Toàn bộ 13 thi thể đoàn cứu hộ gặp nạn được tìm thấy chiều 15 tháng 10. Tại Rào Trăng Ba, 2 thi thể công nhân được tìm thấy, còn 15 người mất tích. Chiều ngày 20 tháng 10, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin và một số đơn vị khác vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo công nghệ cao với thủ đoạn hết sức tinh vi, chiếm đoạt số tiền với 46 tỷ đồng của nhiều nạn nhân ở khắp địa phương trong cả nước. Cụ thể, nhóm đối tượng bị bắt giữ bao gồm Lê Minh Hướng sinh năm 2000, Hoàng Như Linh sinh năm 1988 và Đoàn Quang Đăng sinh năm 1993, cùng trú tại tỉnh Quảng Trị. Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 10 năm 2019, đối tượng Lê Minh Hướng mua một đường link và thiết kế giao diện website tương tự chương trình phát sóng của đài truyền hình nhằm lấy thông tin đăng nhập của người xem. Sau đó, đối tượng dùng thông tin để chiếm đoạt tài sản Facebook của người dùng, mạo danh tài khoản để nhắn tin mượn tiền. Hướng liên hệ với chủ tài khoản Facebook BTN cho các tài khoản ngân hàng ảo để nhận tiền do bị hại chuyển đến. Số tiền lừa đảo sẽ được chia theo tỷ lệ 73, Hướng được 70% số tiền chiếm đoạt. Để hợp thức hóa số tiền này, sau khi nhận được tiền của bị hại, các đối tượng Hoàng Như Linh, Đoàn Quang Đăng tiếp tục chuyển qua 3 sàn giao dịch điện tử và cuối cùng được chuyển vào một tài khoản ngân hàng khác và rút ra. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, bằng thủ đoạn này, từ tháng 4 năm 2020 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt 46 tỷ đồng của nhiều nạn nhân ở nhiều địa phương trong cả nước. Chiều ngày 20 tháng 10, Công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng cho biết, đơn vị tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật Anh Thư, ngụ tại thôn 6, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, do ông Trần Thành Lương, sinh năm 1957 làm chủ. Được biết, các đối tượng đã dùng đất, đá cùng bột màu để sản xuất phân bón bán ra thị trường.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 800 bao phân bón trung lượng loại 50kg một bao do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Châu Rhino, tổ 9A, khu phố 4, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sản xuất. Toàn bộ số hàng trên không có quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ số phân bón này, đồng thời lấy mẫu để kiểm định về chất lượng. Theo hàm lượng phân bón ghi trên bao bì, gồm hàm lượng canxi 15%, hàm lượng CO2 5% và độ ẩm 4%. Tuy nhiên, kết quả kiểm định của cơ quan chức năng đối với lô phân bón này, hàm lượng canxi chỉ 1,39%, hàm lượng CO2 không phát hiện, độ ẩm 12%. Được biết, tại tỉnh Đồng Nai, lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra cơ sở sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Châu Rhino. Tại đây, có hơn 40 tấn phân bón thành phẩm mang các thương hiệu khác nhau, cùng nhiều máy móc, dây chuyền thiết bị, bao bì và gần 30 khối đất dùng để sản xuất phân bón. Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp này không xuất trình được giấy phép sản xuất và giấy phép lưu hành các loại phân bón trên. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã dùng đất, đá cùng bột màu để sản xuất phân bón bán ra thị trường. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng cập nhật thông tin trên thế giới. Thưa quý vị, tính đến hết ngày 20 tháng 10 giờ Việt Nam, toàn thế giới đã ghi nhận 40.758.281 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.124.635 ca tử vong. Số trường hợp được điều trị khỏi bệnh là 30.416.993 người. Nhiều quốc gia ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao kỷ lục. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với 225.325 trường hợp tử vong trong tổng số 8.462.357 ca nhiễm. Tiếp đó là Ấn Độ, với 115.305 ca tử vong trên 7.603.003 ca bệnh. Brazil đứng thứ 3 với 154.226 ca tử vong trong số 5.251.127 bệnh nhân. Xét theo khu vực, Mỹ Latin và Caribe là những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, với 381.719 ca tử vong trong tổng số 10.555.141 ca nhiễm. Tiếp đó là châu Âu, 252.192 ca tử vong trên 7.618.300 ca mắc bệnh. Châu Á có 160.898 ca tử vong trong số 9.804.700 ca mắc COVID-19. Xét trên tỷ lệ dân số, Peru là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất khi cứ 100.000 người dân có 103 không qua khỏi đại dịch này. Tiếp đến là Bỉ với tỷ lệ 90 người. Tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại châu Âu khi Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận số ca tử vong cao nhất trong ngày. Nhiều nước châu Âu đang đẩy nhanh triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm đối phó dịch bệnh và Ireland đã trở thành quốc gia Liên minh châu Âu EU đầu tiên tái áp đặt lệnh phong tỏa. Ông Trump cho rằng những thay đổi về quy định trong buổi tranh luận trực tiếp cuối cùng là bất công với ông, nhưng khẳng định vẫn sẽ tham gia. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh ủy ban tranh luận nói sẽ tắt mic của ông Trump hoặc ông Biden trong phần tranh luận của đối phương. Cả hai chiến dịch tranh cử của ông Trump và ông Biden sẽ không hài lòng với những quy tắc tranh luận mới. Tổng thống Trump cùng các trợ lý của ông đã chỉ trích sự thù địch đối với việc kiểm soát micro của ứng viên. Giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết hành động tắt micro của ứng viên là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, chiến dịch của ông Biden nói rằng đã có thỏa thuận trước đó rằng người điều hành sẽ chọn các chủ đề và chiến dịch ông Trump đang nói dối để ông Trump có thể né tránh các câu hỏi về phản ứng thảm hại của chính quyền đối với đại dịch COVID-19. Cuộc tranh luận cuối cùng dự kiến diễn ra ở Tennessee vào 21 giờ miền Đông Mỹ ngày 22 tháng 10, 8 giờ sáng 23 tháng 10 theo giờ Hà Nội, xoay quanh các chủ đề chống COVID-19, gia đình Mỹ, sắc tộc ở Mỹ, biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia và khả năng lãnh đạo. Cục Viễn thông Pakistan hôm 20 tháng 10 ra tuyên bố cho biết quốc gia này sẽ thu hồi lệnh cấm TikTok được ban hành 10 ngày trước sau khi ứng dụng này cam kết sẽ kiểm duyệt nội dung theo luật địa phương. Cơ quan này hôm 9 tháng 10 đã tuyên bố cấm TikTok vì cáo buộc lan truyền nội dung vô đạo đức và không đứng đắn. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng động thái này thực chất có thể nhằm kiểm duyệt các video chỉ trích chính phủ Pakistan. Phát ngôn viên của TikTok cho biết, TikTok rất vui được hoạt động trở lại tại Pakistan và sẽ có thể tiếp tục tạo điều kiện, truyền tải tiếng nói cùng sự sáng tạo của người dân trong một môi trường an toàn. TikTok đã được tải xuống khoảng 43 triệu lượt ở Pakistan. Trước lệnh cấm TikTok, Pakistan từ lâu đã thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt nội dung trên Internet. Giới chức nước này đã chặn YouTube từ năm 2012 đến năm 2016 sau khi một đoạn phim ngắn chống Hồi giáo được đăng trên nền tảng này. Năm 2016, Pakistan ban hành luật an ninh mạng gây tranh cãi về điều chỉnh nội dung Internet, cho phép giới chức chặn một loạt nội dung vì nhiều lý do như vì lợi ích của Hồi giáo hoặc sự toàn vẹn, an ninh của Pakistan.
TikTok, thuộc sở hữu của Biden, đang hứng chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực trên khắp thế giới vì những lo ngại bảo mật về quyền riêng tư. Ứng dụng này đã bị chặn ở Ấn Độ và chịu sự giám sát chặt chẽ từ các nước như Mỹ và Australia. Thưa quý vị, mới đây thì Thụy Điển cấm các tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei và ZTE tham gia thiết lập cơ sở hạ tầng cho mạng 5G vì lý do an ninh. Lệnh cấm này phù hợp với điều luật mới đi vào hiệu lực hồi tháng 1 năm 2020 sau khi lực lượng vũ trang và an ninh Thụy Điển tiến hành một cuộc kiểm tra nhằm đảm bảo việc sử dụng thiết bị vô tuyến của Huawei và ZTE. Theo đó, Huawei, nhà sản xuất lớn thứ hai thế giới về điện thoại di động và công ty hàng đầu về thiết bị 5G thế hệ mới, cùng với ZTE sẽ phải dỡ bỏ mọi thiết lập hiện có trước ngày 1 tháng 1 năm 2025. Lệnh cấm của Thụy Điển được đưa ra khi BTS thông báo đã chấp thuận 4 công ty đăng ký đấu thầu 5G, dự kiến bắt đầu vào ngày 10 tháng 11. Mỹ cáo buộc các công ty Trung Quốc, trong đó có Huawei, được Trung Quốc sử dụng để do thám, gây nguy hại đến an ninh quốc gia, dù Bắc Kinh bác bỏ. Hồi tháng 7, Anh đã cấm các nhà cung cấp di động sử dụng thiết bị của Huawei cho mạng 5G mới và ra thời hạn đến năm 2027, các công ty ở Anh phải loại bỏ hết thiết bị của Huawei. Pháp cũng đã áp các lệnh cấm nghiêm ngặt đối với việc sử dụng thiết bị của Huawei. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hồi tháng 8 cáo buộc Washington lạm dụng quyền lực quốc gia để áp đặt tất cả loại hình hạn chế với Huawei cũng như các doanh nghiệp Trung Quốc khác. Ông tuyên bố Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các công ty của nước này. Trong bối cảnh đàm phán giữa Anh và Liên minh châu Âu EU về một thỏa thuận thương mại hậu Brexit chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm, ngày 20 tháng 10, Bộ trưởng Thương mại Anh Liz Truss thông báo giới chức thương mại trong nước bắt đầu vòng đàm phán thứ 5 với đối tác Mỹ. Bộ trưởng Thương mại khẳng định hai nước muốn đạt được một thỏa thuận cho tất cả các vùng lãnh thổ của Anh và hướng tới các lĩnh vực hiện đại như công nghệ và dịch vụ. Hiện, cả Anh và Mỹ đang ở vị thế thuận lợi để thúc đẩy hơn nữa tiến trình này sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng tới. Bộ trưởng Anh khẳng định hai nước muốn đạt được một thỏa thuận cho tất cả các vùng lãnh thổ của Anh và hướng tới các lĩnh vực hiện đại như công nghệ và dịch vụ. Cùng ngày, Liên minh châu Âu EU cho biết sẵn sàng tiếp tục đàm phán về một thỏa thuận thương mại mới với Anh và nhấn mạnh rằng rõ ràng hai bên cần phải tích cực để đạt được thỏa thuận này. Trong khi đó, Thủ tướng Anh tuyên bố sẽ không có thêm đàm phán thương mại với EU trừ khi Brussels thay đổi căn bản quan điểm của mình. Người phát ngôn của Thủ tướng cho biết ông đã đưa ra lời khẳng định trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Hy Lạp. Theo nhà lãnh đạo Anh, trên thực tế, EU đã chấm dứt các cuộc thương lượng này bằng cách khẳng định không muốn thay đổi quan điểm đàm phán của mình. Kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin 12 giờ 30 trưa của Vietnam Top News xin phép được khép lại. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất, được cập nhật và tổng hợp từ các nguồn thông tin uy tín hàng đầu thì đừng quên subscribe ngay kênh YouTube của chương trình nhé. Chúc quý vị sẽ có một buổi chiều thật nhiều năng lượng. Trang Thái xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin 18 giờ tối nay.